Chào cả nhà đã đến với kênh Chào Út Lẻo. Hôm nay thì kênh của Út Lẻo sẽ quay về chủ đề đi thả diều lần thứ hai nha cả nhà. Nhưng hôm nay là Út Lẻo sẽ trải nghiệm đi thả diều, vừa thả diều một tay và một tay cầm kem để ăn xem như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân Út Lẻo đi thả diều nha. Rồi, giờ mình đi thả diều thôi. Bữa nay đây là có chị Duyên với anh Hai Ba và chị Nhân. Bây giờ mình sẽ thử thả nha. Con nhỏ nữa nha cả nhà. Rồi, bây giờ bắt đầu thả diều lên thôi. Hôm nay đi là tổng cộng gia đình Út Lẻo đem theo là có 4 con diều nha cả nhà. Đó, gió lên, chuẩn bị bung diều. Chuẩn bị thả lên bơi Như ơi. Qua diều của bo lên rồi nè. Đã, đang đợi từ từ đi, hồi nữa chị thả giùm cho. Đây mặt trời đang lặn nha cả nhà. Qua diều của bo với chị Như lên rồi. Ôi diều của bo hấp lên luôn bo. Diều của em bo với lại chị Như lên rồi nè. Giờ đợi một xíu đó, gió lên bo. Lại cầm đi chị Như, thả cho Duyên. Bo ơi, con đưa diều cho em Đăng cầm cho con đi, rồi con thả diều của em Đăng lên giùm em Đăng đi bo. Đó, bo thả lên diều của Đăng luôn rồi nè. Bo hay quá, tại vì bo hay thường đi thả diều lắm cả nhà, nên bo biết cách thả diều nha cả nhà. Đó, anh bo thả diều Đăng lên rồi. Còn diều của anh Hai Bo lên luôn chưa? Diều của Đăng lên cao quá luôn rồi nha cả nhà. Con giật giật nó cho lên nha, giật nó. Dèo của Hai Ba xỉu rồi. Chết rồi. Dèo của Hai Ba bự mà nhiều đuôi nữa quá, nên nó bay đó cứ rớt không à. Có dèo cá mập của Ba nhỏ bay dữ luôn ta. Về theo hả? À.
đang đang cầm dây diều, đang thả diều với cả nhà. Rồi bây giờ mẹ sẽ lấy một cây kem cho đang ăn vừa thả vô, diều vừa ăn kem nha. Nặng lắm, không cầm hết được đâu. Diều đang diều vậy? Diều máy bay. Diều máy bay hả? Giữ diều máy bay quân đội nha sao? Máy bay chiến đấu hay máy bay gì? Cũng bò lên chưa? Ai ba con diều này bay cao quá luôn nha cả nhà. Ra chưa, ra chưa? Dướng dây rồi, ra chưa? Xa xa ra xíu, xa ra xíu. Rồi, bây giờ Út Liễu sẽ mở kem ra, vừa ăn kem vừa thả diều nha cả nhà. Nãy giờ rồi còn nên kem cũng hơi bị chảy rồi nha cả nhà. Cái này sẽ không bị rớt nữa nha cả nhà. Nè ba, một tay con thả, một tay ăn nha. Mời cả nhà ăn kem ơi. Mời cả nhà ăn kem. Mỗi người dịnh một tay. Một tay vừa ăn. Vô kem là đi nè. Dạ con vô kem nè, sữa chua nè con. Để xong. Vô lấy nè, để ăn nè. Để xong. Để xong. Vô vào cái nhà nè Xu ơi. Đó chị Xu kìa. Rồi. Giờ Xu vô chơi nha cả nhà. Đang sẽ anh này ba ơi, ăn không? Ăn không? Nước ăn được hả? Cá cầm giùm hơn. Nè bò chở chở ăn cầm cầm không? Đây tôi đây mẹ, đi đây mẹ. Đây mẹ. Trong thời gian chờ thả diều lên đó cả nhà nên kem cũng hơi bị chảy xíu nha cả nhà. Kem dưa hấu ăn rất là thơm ngon nha cả nhà. Hôm nay
bay có một bữa trải nghiệm thật là vui, thật là thú vị luôn nha cả nhà. Cứu cứu thôi cứu. Nè chị Xu cũng vừa ăn cái kem, vừa một tay thả diều một tay ăn kem nè. Đang cầm hết nổi rồi chị Như, phụ ra ăn chị Như. Rồi, ba đã ăn kem xong rồi. Đang chạy lại với anh ba nè. Đi đi, sáng chạy đi đi. Ờ, đưa cho ông Nhi ăn đi. Đây bốn con diều bay rất là cao luôn, nhìn rất thích luôn nha cả nhà. Chị Xu ăn xong chưa? Phụ trang đi. Ờ rồi, đang thả hết dây luôn rồi mà đang kêu không xong chuyến này rồi. Rồi chị Xu lại, chị Xu thông dây lại giùm Đăng ơi. Rồi bây giờ Đăng đang buồn nha cả nhà. Con diều của Đăng đã lỡ tay, đang làm hụt con diều bay mất tiêu luôn rồi. Mua diều mới thì để mai mốt đi, giờ diều bay mất tiêu luôn rồi. Chỉ còn diều của chị Như, anh Hai Bo và Bo Nhỏ thôi. Ba con đã bay đi mất tiêu một con rồi. Chiều như vậy đi xuống dưới ruộng thả diều thật là mát luôn nha cả nhà. Gió nữa, rất là mát mẻ luôn, rất là thích luôn nha cả nhà. Rồi Bo ơi, bây giờ chuẩn bị thu dây diều lại để đi về nha Bo. Rồi ông Liễu xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha.